phút thứ 82 của trận chung kết thế giới. Mbappe thực hiện một cú bắt vô lê cực kỳ đẹp mắt, đánh gục thủ thành Emiliano Martinez, thủ thành xuất sắc nhất của World Cup. Mbappe chỉ mất 2 phút để san bằng tỷ số với đối thủ, khi đang bị Argentina dẫn trước 2-0. Anh là người thứ 2 trên thế giới lập một cú hat-trick trong một trận chung kết World Cup. Mbappe hiện đang là một trong những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup. Với 8 bàn thắng trong giải đấu lần này, cầu thủ số 10 của tuyển Pháp hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vua phá lưới năm 2022. Hôm nay, chàng trai trẻ với mái tóc ngắn, làn da ngăm, có tốc độ của một chiếc F1 và khả năng ghi bàn thượng thừa sẽ bước sang tuổi 24. Hãy cùng điểm lại đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của Kylian Mbappe, một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất trong lịch sử bóng đá nước Pháp và thế giới này nhé. Trước khi đi tiếp, Spider Room đang cần tìm 2 người đồng đội full time, một editor cho mảng video ngắn trên dưới 1 phút và một người anh em quay dựng cho mảng vlog, podcast, quảng cáo. Thông tin cụ thể chúng mình sẽ để phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Niềm đam mê bóng đá qua từng hơi thở. Cầu thủ mang áo số 10 của đội tuyển Pháp có tên đầy đủ là Kylian Mbappé Lottin. Anh sinh ra và lớn lên tại Bondy, một thành phố nhỏ, nghèo và được cho là có tỷ lệ tội phạm cao ở ngoại ô phía bắc Paris. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận sống lông bông vô kỷ luật như nhiều người trẻ ở đấy, bối cảnh sống khốn khổ và khắc nghiệt không hề ảnh hưởng đến nhân cách cũng như là ước mơ của chàng trai này. Bởi thực chất, anh đã được nuôi dưỡng bởi những bậc phụ huynh tuyệt vời, những người góp phần vào truyền lửa đam mê thể thao đến với anh. Mbappe có bố là Wilfried, một huấn luyện viên bóng đá gốc Cameroon, còn mẹ là Faya Lamari, một người huấn luyện môn bóng ném. Nếu ông Wilfried là người đã thổi hồn sự yêu thích trái bóng lăn đến với cả Mbappe, thì bà Faya chính là người dạy anh tinh thần làm việc chăm chỉ và tính kỷ luật. Dù nghiêm khắc, nhưng cả hai đều rất ủng hộ và yêu thương chàng trai trẻ. Có thể nói gia đình chính là nguồn cảm hứng bất tận và mãnh liệt để Mbappe đến với hành trình bóng đá chuyên nghiệp. Ngay từ nhỏ, cầu thủ tuổi teen đã tìm đủ mọi cách để thực hiện hóa giấc mơ chơi bóng, nhất là ở nơi mà điều tốt đẹp hiếm hoi xảy ra như vùng ngoại ô Paris. Cậu đã biến phòng khách thành sân bóng, với một khung thành nhỏ nơi chứng kiến những bàn thắng đầu tiên của mình. Bà Elmira Florimont, hàng xóm cũ tầng dưới của gia đình Mbappe, từng chia sẻ với cả báo giới: "Phòng ngủ của Mbappe ngay ở phía trên phòng ngủ của các con của tôi. Thời đó có thể nghe thấy tiếng động ồn ào vì cậu ấy liên tục đá bóng ở quanh phòng ngủ. Mẹ của Mbappe còn liên tục phải xuống xin lỗi, thằng bé là người tốt bụng và lịch sự." Tiếp xúc với bóng đá ngay từ khi còn nhỏ nên mọi sự quan tâm của Mbappe chỉ dành cho trái bóng tròn. Anh cùng gia đình đã không bỏ qua bất cứ trận đấu nào, kể cả ở trên truyền hình hay là thi đấu với bạn bè trong trường, ở thị trấn nhỏ nơi họ sống hay bất kỳ nơi nào khác. Niềm đam mê bóng đá tràn ngập ở trong khí phổi, trong từng hơi thở của chàng trai. Trên các bức tường ở trong phòng ngủ của riêng mình, anh treo những tấm áp phích của thần tượng Cristiano Ronaldo. Nó vừa giúp khơi dậy động lực nhưng cũng là một lời nhắc nhở bản thân anh phải cố gắng và nỗ lực hết mình để hoàn thành giấc mơ một ngày kia anh sẽ được đứng cùng sân bóng và giao lưu với cả thần tượng. "Chúng tôi không ép cậu ấy chơi bóng mà tự thân cậu ấy muốn chơi bóng suốt phần đời còn lại." Mbappe nghĩ đến bóng đá khi tỉnh dậy, ăn bóng đá, ngủ bóng đá, sống bóng đá. Ở trường thì cũng chỉ nghĩ về bóng đá. Huấn luyện viên thời ấu thơ của anh cho biết, Mbappe bắt đầu chơi bóng tại AS Bondy, một đội bóng địa phương nơi cha anh làm huấn luyện viên. Chia sẻ về học trò của mình, Admane Iroci, chủ tịch của AS Bondy, kể về Mbappe lúc còn nhỏ: "Cậu ấy có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật ở trong trận đấu, điều mà hầu hết mọi cầu thủ trẻ khác đều không có. Cậu ấy có thể biết trước được quả bóng sẽ đi đến đâu. Ở đây, Mbappe không bao giờ chơi đúng với lứa tuổi của mình. Cậu ấy luôn chơi với những đứa trẻ lớn hơn, vì chẳng có lý do gì để cậu ấy chơi với những đứa trẻ cùng tuổi với mình." Sau thời gian rèn luyện ở AS Bondy, anh đã được chọn vào Clairefontaine, lò đào tạo nổi tiếng của bóng đá Pháp, nơi sản sinh ra nhiều danh thủ như là Thierry Henry, Zinedine Zidane, Karim Benzema, v.v. Ở tuổi lên 10, Mbappe nổi lên như một hiện tượng bởi năng khiếu bóng đá vượt trội. Hầu hết các câu lạc bộ tham gia giải vô địch Pháp Ligue 1 và các đội bóng lớn ở châu Âu đều để ý đến anh. Tuy vậy,
không phải câu lạc bộ nào cũng may mắn sở hữu được Mbappe dù có trả giá cao như thế nào đi chăng nữa, vì mong muốn của anh lúc bấy giờ là được chơi bóng ở nước nhà. Những ông lớn mà anh đã từ chối phải kể đến như là Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool và Munich. Sau tất cả, Mbappe chọn đầu quân cho Monaco ở tuổi 15. Tại Monaco, Mbappe mơ ước được ra mắt và chơi ở sân khấu lớn nhất thế giới là Champions League theo bước chân thần tượng của mình, Cristiano Ronaldo. Và cũng chính tại Monaco, chân sút người Pháp này đã phô diễn cho cả thế giới thấy được tài năng kiệt xuất của mình. Sự nghiệp cấp câu lạc bộ và những danh hiệu biết nói. Mbappe từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Bạn nổi tiếng toàn thế giới phần lớn cũng là vì các danh hiệu lớn, chứ chưa hẳn là những gì mà bạn thể hiện ở trên sân. Khi bạn giải nghệ, người ta chỉ nhìn vào những danh hiệu mà bạn có được. Chúng ta chỉ nhớ những người chiến thắng." Phải chăng chính vì vậy mà chân sút người Pháp này đã không ngừng nỗ lực và phấn đấu đến hết mình khi được trao cơ hội, để có thể chiến thắng và để có thể ghi lại dấu ấn sâu sắc ở trong lòng khán giả. Ngày 2 tháng 12 năm 2015, trong trận hòa 1-1 với cả SMKN, huấn luyện viên Leonardo Jardim đã để anh ra sân. Ở tuổi 16, Mbappe vượt qua kỷ lục của Thierry Henry với tư cách là cầu thủ trẻ nhất có mặt trong đội hình chính thức của Monaco. Ngày 20 tháng 2 năm 2016, Mbappe ghi bàn thắng đầu tiên tại Ligue 1 khi mới 17 tuổi, xác lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử của Monaco. Bên cạnh đó, trong thời gian mang màu áo của Monaco, anh đã giúp đội bóng của mình giành được nhiều thắng lợi qua những cú đúp tung lưới đối thủ của mình như là trận gặp FC Nantes tại Ligue 1. Trận lượt về vòng 1/16 Champions League tái đấu với cả Manchester City vào ngày 15 tháng 3, hay đặc biệt là trận tứ kết lượt đi của mùa giải UEFA Champions League gặp Dortmund. Hai bàn thắng này đã ghi tên anh vào danh sách những cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp tại vòng knockout Champions League. Kể từ đó, không có gì có thể ngăn cản Mbappe về trái bóng tròn. Có thể thấy, được truyền cảm hứng từ gia đình và bắt đầu tình yêu về bóng đá ngay từ khi còn nhỏ, Mbappe đã thực sự cố gắng và nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình. Anh đã có những bước đầu đi đến thành công dù tuổi đời còn rất trẻ. Thế nhưng, tài không đợi tuổi, con đường quần đùi áo số vẫn không ngừng mở rộng với cả chàng trai đầy nhiệt huyết này. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2017, một bước ngoặt lớn mở ra đối với cả Mbappe khi câu lạc bộ Paris Saint-Germain, PSG, đã chi tận 180 triệu euro để mang anh từ AS Monaco về với mình. Đây là một con số không tưởng đối với những cầu thủ trẻ. Điều này cũng khiến cho chân sút người Pháp trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất lịch sử thể thao, với giá trị còn cao hơn GDP của 10 nước cộng lại. Mùa giải 2017-2018, anh đã ra sân tổng cộng 144 trận trên mọi đấu trường cho PSG, ghi được 24 bàn, 11 pha kiến tạo, một con số mong ước của rất nhiều các cầu thủ trẻ. Cũng chính trong mùa giải này, anh đã đưa PSG giành chức vô địch Ligue 1, Coupe de France và Coupe de la Ligue. Trong mùa giải thứ hai dưới màu áo của PSG, chân sút người Pháp cùng Neymar và các siêu sao khác đã tiếp tục giúp câu lạc bộ giành vị trí đầu bảng tại Ligue 1. Đồng thời, anh cũng giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm và kết thúc mùa giải với tư cách là vua phá lưới với 33 bàn thắng. Trong mùa giải thứ ba, Mbappe cùng các đồng đội của mình tiếp tục giúp PSG lên ngôi vô địch Ligue 1. Kết thúc mùa giải, anh là tay săn bàn số 1 ở giải bóng đá câu lạc bộ số 1 của nước Pháp với 18 bàn thắng và giữ vững danh hiệu vua phá lưới nhờ tỷ lệ số bàn thắng trên trận vượt trội. Sau khi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong 40 năm qua ghi được 20 bàn thắng tại Ligue 1 và 5 bàn tại Champions League, Mbappe được gọi là Pele mới, là Henry tiếp theo. Những lời nhận xét và tung hô anh xuất hiện ở khắp chốn. Tuy nhiên, chàng trai trẻ vẫn không hề trở nên kiêu ngạo. Anh đáp lại khiêm tốn khi trả lời phỏng vấn của tạp chí BR: "Tôi mới chỉ bắt đầu. Đó là thứ bạn thấy khi bạn giành được một thành tựu nào đó và cố gắng nhìn về tương lai. Tôi sẽ còn chơi bóng một chặng đường dài nữa." Dù vậy, khi nhìn vào những thành tích của Mbappe ở trong sự nghiệp câu lạc bộ, ta có thể hoàn toàn tin rằng, không sớm thì muộn, cầu thủ người Pháp này cũng sẽ nối tiếp Messi và Ronaldo để trở thành một trong những cầu thủ tranh giải quả bóng vàng hàng năm và xưng vương trên các trận cầu lớn nhỏ. Nỗi khiếp sợ của các hậu vệ đối thủ. Cùng với sự nghiệp lên như diều gặp gió ở cấp câu lạc bộ, thì ở cấp độ đội tuyển quốc gia, sự nghiệp của Mbappe còn nở rộ hơn nữa. Năm 2016, dưới màu cờ sắc áo đội tuyển U19 quốc gia, anh và đồng đội đã giành chức vô địch U19 châu Âu. Anh giành chiến thắng 3-1 trước U19 Bồ Đào Nha và có màn thể hiện xuất sắc trong trận chung kết. Có thể nói đây chính là một bước đệm vững vàng cho chân sút người Pháp trong hành trình tiến tới những thắng lợi ở tầm quốc tế. Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Mbappe được gọi vào đội tuyển Pháp tham dự World Cup năm 2018 ở Nga.
Anh ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại trận đấu với cả Peru ở bảng C. Bàn thắng này đã giúp anh trở thành cầu thủ Pháp trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử World Cup ở độ tuổi 19. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong trận đấu với cả Argentina, anh đã lập cú đúp cho Pháp và trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi được 2 bàn trong một trận đấu ở World Cup sau Pelé. Thậm chí ở trước thềm World Cup năm 2018, Mbappé đã được lựa chọn khoác chiếc áo số 10. Tuy nhiên, dư luận Pháp lại không đồng tình trước quyết định của Liên đoàn bóng đá Pháp. Nhiều người cho rằng Mbappé không mặc vừa do chiếc áo này quá rộng. Thế nhưng với tình yêu dành cho bóng đá cháy bỏng, đôi chân của anh đã lên tiếng. Trong trận chung kết gặp Croatia, Mbappé thực sự là một cơn ác mộng đối với hàng phòng ngự của đối thủ. Với tốc độ xe gió, kỹ thuật khéo léo cùng sự nhanh nhẹn của mình, anh đã ghi bàn bằng một cú sút xa 25m vào lưới của đối thủ và ghi danh cầu thủ trẻ thứ hai sau Pelé ghi bàn trong một trận chung kết của World Cup. Với 4 bàn thắng tại giải đấu, anh nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất FIFA World Cup, cùng đồng đội đưa Pháp nhận chiếc cúp vàng thế giới. Có thể nói, World Cup 2018 là một trong những giải đấu khó quên nhất đối với cả Mbappé, chàng trai 19 tuổi lần đầu tiên tham gia với những thành tựu đáng ngưỡng mộ là điều mà không phải ngôi sao bóng đá nào của thế giới cũng có thể làm được. Các vị thần có lẽ đã nghe và nhìn thấy nỗ lực của Mbappé khi mà giấc mộng của anh đang ngày càng trở thành hiện thực. Tuy nhiên, không phải con đường nào cũng dễ dàng, bằng phẳng và trải thảm đỏ để Mbappé có thể bước đi. Cũng như bao kẻ đam mê trái bóng tròn khác, chàng tiền đạo người Pháp cũng gặp nhiều khó khăn. Trong Euro năm 2020, anh đã nhận nhiều chỉ trích do màn trình diễn không đạt kỳ vọng. Chân sút trẻ đã không ghi nổi một bàn thắng và sút hỏng quả phạt đền ở loạt luân lưu khiến đội tuyển Pháp bị loại, đem đến nhiều sự tiếc nuối và thất vọng cho những người hâm mộ. Nhưng mà thất bại là mẹ thành công, dù bị chỉ trích dữ dội, song nam cầu thủ trị giá 180 triệu euro này vẫn không chịu lùi bước. Anh biết mình ở đâu và luôn nỗ lực để không ngừng hoàn thiện bản thân. Huấn luyện viên Didier Deschamps từng chia sẻ khi quyết định trao lại chiếc áo số 10 của tuyển Pháp cho Mbappé rằng Mbappé có những suy nghĩ trưởng thành hơn ở cái tuổi 19 rất nhiều. Anh ấy có hoài bão, có mục tiêu rõ ràng và vạch ra cả một lộ trình để thực hiện những giấc mơ ấy. Không phụ sự kỳ vọng của huấn luyện viên và những người hâm mộ mình, World Cup 2022 lại là một trong những giải đấu mà cái tên Mbappé sáng rực hơn cả. Trong giải đấu lần này, Mbappé cũng chính là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Pháp trong hành trình bảo vệ chiếc cúp vàng. Với tinh thần đó, chân sút thuộc biên chế PSG đã tỏa sáng rực rỡ khi ghi bàn thắng ở trận ra quân thắng Australia 4-1, rồi lập cú đúp trong trận đấu thứ hai gặp Đan Mạch. Đến vòng 1-18, anh tiếp tục ghi cú đúp vào lưới Ba Lan, đồng thời kiến tạo bàn còn lại cho Oliver Giroud. Tiền đạo 23 tuổi không ghi bàn ở trận bán kết, nhưng cú sút của anh dẫn tới cả hai bàn thắng cho Pháp trước Maroc và cùng đồng đội đưa Pháp vào trận chung kết gặp Argentina vào tối ngày 18 tháng 12 vừa qua. Chung kết World Cup năm 2022 thực sự bùng nổ khi chân sút trị giá 180 triệu euro lần đầu đối đầu với cả đồng đội của mình ở PSG và là một trong những huyền thoại thế giới, Lionel Messi. Thậm chí, không nói ngoa, nhiều người còn ví Messi là trùm cuối trên con đường chạm tay tới chiếc cúp vàng năm nay. Trận cầu diễn ra căng thẳng khi Argentina dẫn trước với tỷ số 2-0 trong cả hiệp 1. Trong 45 phút đầu, nếu Messi là chân chạy nhanh nhất với những đường chuyền khéo léo, sút tung lưới của đối thủ, thì Mbappé lại không có tí động tĩnh gì và thi đấu hoàn toàn mờ nhạt. Những tưởng hy vọng bảo toàn của Pháp sẽ đổ bể với thất bại ê chề trước Argentina. Thế nhưng không, chỉ trong chưa đầy 2 phút, đội tuyển Pháp đã có một cú lộn ngược dòng ngoạn mục. Ở 10 phút cuối, khi mà Mbappé lập cú đúp, gỡ hòa 2-2 và buộc Argentina phải bước chân vào hiệp phụ. Với cú đúp thần thánh của cầu thủ 23 tuổi, đội tuyển Pháp và những người hâm mộ như được tiếp thêm niềm tin về một cú lộn ngược dòng thần kỳ nào đó để bảo vệ thành công trước vô địch thế giới. Trong hiệp phụ đầy căng thẳng, Messi đã tiếp tục tỏa sáng để giúp đội bóng Nam Mỹ vượt lên 3-2 ở phút 109. Thế nhưng, đôi chân thần của Mbappé không cho phép anh giữ tỷ số như vậy. Tiền đạo cánh trái của tuyển Pháp đã thực hiện và hoàn tất cú hat-trick ở phút 118, gỡ hòa 3 đều. Buộc đội bóng của những anh chàng áo trắng sọc xanh phải bước chân vào loạt đá luân lưu để phân định được thắng bại. Là người mở đầu cho loạt đá luân lưu, cầu thủ áo số 10 tiếp tục sút tung lưới đối thủ, đặt nền móng và hy vọng cho đồng đội về một chiến thắng có thể diễn ra trong tương lai. Tuy nhiên, phải chăng duyên số đã định, mùa đông ở trên sân cỏ Qatar là nơi mà Mbappé sẽ gánh chịu nỗi buồn và nhìn thấy vinh quang của cầu thủ mang áo số 10 của đội bạn. Khi tổng kết loạt đá luân lưu, Argentina giành chiến thắng 4-2 và đoạt chức vô địch World Cup của năm nay. Dù vụt mất cơ hội giữ vững cúp vàng trong trận đấu cân não ở sân cỏ Qatar, song Mbappé đã thực sự tỏa sáng ở giải túc cầu lần này. Với 3 bàn thắng cho Pháp trong trận chung kết, Mbappé đã nâng tổng số bàn thắng của mình sau 2 lần góp mặt ở 2 kỳ World Cup lên con số 12. Điều này cũng giúp cho chàng tiền đạo vượt qua Lionel Messi để giành chiếc giày vàng World Cup 2022 cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 8 bàn sau 7 trận đấu.
con số cao nhất ở một kỳ World Cup trong vòng 2 thập kỷ qua, kể từ khi Ronaldo của Brazil làm được điều tương tự vào năm 2002. Sau tất cả, ở tuổi 23, khi đã góp mặt trong 2 trận đấu chung kết World Cup, Mbappe đã hoàn toàn sẵn sàng để dẫn dắt một thế hệ các cầu thủ trẻ sáng giá của Pháp trong nhiều năm tới. Trận chung kết trên sân vận động Luseo đêm 18 tháng 12 đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Messi, kèm theo đó cũng chính là nỗi buồn của Mbappe. Thế nhưng, cách đây 4 năm ở trên đất Nga, chính Mbappe cũng làm trái tim những người Argentina tan vỡ khi lập cú đúp giúp cho Pháp hạ gục Argentina của Messi với tỷ số 4-3 vòng 1/18. Khi đó Mbappe mới chỉ 19 tuổi và với những gì đang diễn ra ở kỳ World Cup năm 2022, có thể nói đỉnh cao của Mbappe vẫn còn ở phía trước. Bước sang tuổi 24, Mbappe đang hội tụ đầy đủ những kỹ năng của một tiền đạo hàng đầu với khả năng săn bàn, bản lĩnh thi đấu, nhãn quan chiến thuật, sự tập trung, tốc độ và kỹ thuật tuyệt vời. Qua mỗi trận đấu, anh đã dần trở nên tự tin, đĩnh đạc, kiểm soát cảm xúc tốt hơn và đặc biệt là không thể bị cản phá với tốc độ đáng sợ và độ chính xác cao trong từng pha dứt điểm, khiến cả những hậu vệ giỏi nhất thế giới cũng phải e dè. Đêm ngày 18 tháng 12 vừa qua có thể là khoảnh khắc của Messi, của siêu sao đã 35 tuổi. Thế nhưng, không giống với người đồng đội PSG của mình, Mbappe vẫn còn cả chặng đường dài trong sự nghiệp đầy hứa hẹn phía trước cùng đội tuyển Pháp. Và chúng ta có quyền hy vọng nhìn thấy anh cùng đội tuyển của mình nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, không những một mà là nhiều lần nữa. Sau tất cả, ở thời điểm nào đó trong quá khứ, người ta có thể thấy một cậu bé Mbappe đang nhìn chăm chăm vào sân đấu và ước mình có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Cậu ấy bây giờ đã là hoàng tử của Bondi, là ông hoàng của PSG. Và giờ, cậu bé Mbappe ngày nào đang trên đường tiến tới ngai vàng để trở thành một vị vua đích thực, một vị vua của làng bóng đá thế giới.